một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào sân bay tại thành phố Pskov ở phía tây bắc nước Nga rạng sáng 30 tháng 8 đã gây hư hại 4 máy bay vận tải quân sự Nga. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời thống đốc tỉnh Pskov Mikhail Vedernikov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào sân bay Pskov. Ông cho biết không có ai thương vong theo các báo cáo ban đầu. Cũng theo ông Vedernikov, giới chức đã quyết định hủy tất cả các chuyến bay tại sân bay Pskov trong ngày 30 tháng 8 cho đến khi thiệt hại có thể xảy ra với đường băng được làm rõ. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các cơ quan khẩn cấp cho biết 4 máy bay vận tải IL-76, loại máy bay chủ lực của quân đội Nga đã bị hư hại tại sân bay quân sự này. Theo TASS, hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là 4 máy bay IL-76 đã bị hư hại, một đám cháy bùng phát và 2 máy bay bốc cháy. Video được truyền thông Nga đăng tải cho thấy khói đen dày đặc bốc lên tại sân bay, trong khi người dân địa phương nói họ nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng. Bài đăng trên các kênh Telegram cho biết, hệ thống phòng không đang hoạt động xung quanh thành phố Pskov nằm gần biên giới với Latvia và Estonia. Các vụ tấn công bằng UAV tại Nga đã gia tăng trong những tháng qua và Moscow nói đây là âm mưu tấn công khủng bố của Ukraine. Kiev chưa từng công khai thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga. TASS cũng đưa tin, không phận xung quanh sân bay Vnukovo ở Moscow đã bị đóng cửa trong thời gian ngắn vào sáng 30 tháng 8. Sân bay sau đó đã được mở cửa trở lại cho giao thông hàng không, dù lý do đóng cửa không phận chưa lập tức rõ ràng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.